Chiếc vỏ cây ITX mà lắp men ATX thì nó sẽ như thế nào? Đây là ITX nha mọi người, còn đây là ATX. Lắp men ATX vào vỏ cây này thật ra là do nó rẻ nên mình cố đấy. Cách đây hơn 1 năm thì vỏ cây này có giá khoảng 5 triệu, còn bây giờ thì nó chỉ vào 1 triệu 7, 1 triệu 8 thôi. Quan trọng nhất là ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn khá là đẹp đúng không mọi người?